Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 3, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Tuổi trẻ Thái Bình tham gia ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022. Huyện Quỳnh Phụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện, từ chính hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Các cơ sở giáo dục cần tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 khi cho trẻ quay trở lại trường học tập trung. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy sức trẻ của đoàn viên thanh niên, sáng nay Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới diễn ra với chuỗi các hoạt động hỗ trợ xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, trao quà cho các gia đình chính sách, tặng 10 học bổng thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Cùng với đó, triển khai các hoạt động nạo vét kênh mương và đặt bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại xã Quỳnh Giao, khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, trồng cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới nằm trong kế hoạch triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2022 nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh trong xây dựng quê hương. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng từ đầu năm đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 720 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm các doanh nghiệp FDI tiếp tục có đóng góp lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh với mức tăng trưởng khá. Trong đó, 4 mặt hàng chủ lực là hàng dệt may, thiết bị an toàn ô tô, điện tử và dây dẫn điện. Số lượng doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực xuất nhập khẩu tiếp tục tăng lên. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tìm hướng đi mới cho hoạt động xuất khẩu để tránh lệ thuộc vào một thị trường. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay đạt trên 720 triệu đô la Mỹ, tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 43% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu tăng trên 58% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp FDI có kim ngạch xuất nhập khẩu khá thì hầu hết các doanh nghiệp của tỉnh còn lại đều có quy mô nhỏ, kim ngạch xuất nhập khẩu thấp, khả năng tự xúc tiến xuất khẩu, tìm kiếm thị trường còn hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa khai báo hải quan tại Thái Bình mà thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu thông qua các công ty mẹ tại địa bàn khác đã làm giảm nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu của tỉnh. Để duy trì sản xuất, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh, rồi thiếu nhân công như thế này, thì nhiều doanh nghiệp đã chủ động thích ứng mà trước mắt là phải giải quyết việc thiếu lao động trong ngắn hạn. Công ty cổ phần sợi Trà Lý là một ví dụ. Với quy mô trên 7 vạn cọc sợi, công suất trên 15.000 tấn một năm, trong khi nhu cầu của thị trường vẫn tiếp tục tăng, các đơn hàng đã được ký đến hết tháng 9 năm nay. Song do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều lao động phải nghỉ việc trong ngắn hạn dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trong các dây chuyền sản xuất. Mặc dù dệt sợi không phải là ngành sử dụng nhiều lao động, song cũng gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Để khắc phục tình trạng này, công ty cổ phần sợi Trà Lý đã phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như luân chuyển lao động giữa các chuyền để bù đắp lực lượng lao động nghỉ dịch, đồng thời tăng ca, tận dụng tối đa công suất của các dây chuyền để đảm bảo tiến độ đơn hàng cho đối tác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chủ động thương thảo với đối tác để giãn tiến độ đơn hàng. Mục tiêu kiên quyết không để dừng sản xuất vì dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chia sẻ, đồng hành của chính quyền địa phương và người lao động, cùng sự chủ động thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp, làng nghề, nhịp điệu sôi động trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại nhiều địa phương đã trở lại. Đây là tín hiệu tích cực để các địa phương phục hồi tăng trưởng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Phóng sự được thực hiện tại xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng. Không còn tâm lý lo lắng khi công việc gián đoạn, thu nhập giảm sút do dịch bệnh. Thay vào đó là sự hào hứng, miệt mài làm việc của hơn 360 công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tường Lan tại thôn Kinh Nậu để cùng doanh nghiệp hoàn thành các đơn hàng đã ký với đối tác đến cuối năm 2022. Mức thu nhập của công ty mà dành cho chúng tôi thì cũng rất là ổn định, cũng được khoảng 8 triệu đến 8 triệu rưỡi một tháng, là đến làm thì được test khử khuẩn, ăn uống thì cũng rất là chế độ. Dịch bệnh mà nó cũng còn ở trong nữa, nhưng mà quản lý của công ty mà dành cho chúng tôi như thế này, chúng tôi cũng rất là yên tâm để sản xuất.
Với quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, các công ty trên địa bàn xã Đồng Kinh đã chủ động lên kế hoạch ứng phó để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa linh hoạt thay đổi cách thức sản xuất, kinh doanh. Người lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của địa phương, cũng như tuân thủ phương châm 2 điểm đến, 1 cung đường, hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người ngoài công ty. Công ty tìm mọi biện pháp, nhắc nhở cũng như là quán triệt đối với người lao động để thực hiện đầy đủ 5K và để đảm bảo sản xuất cũng như là kế hoạch xuất hàng. Trước đây, khi dịch COVID-19 chưa diễn biến phức tạp tại Đông Kinh, cơ sở đan bèo Tây xuất khẩu của gia đình bà Đồng Thị Ngọc ở thôn Duyên Hà có khoảng 30 lao động làm việc tập trung. Sau Tết, dịch bệnh bùng phát, vợ chồng bà Ngọc trực tiếp phân phối nguyên liệu tới từng người lao động để không tập trung đông người. Cái thời buổi dịch dã này thì nó cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến cái công việc của chị em. Hàng nào mà bắt đầu lấy về thì chỉ học trong vòng khoảng nửa ngày thì bà con chị em lại lấy về nhà làm. Chị em nào mà tích cực làm thì tháng cũng được khoảng 3 triệu. Chị em nào mà còn cháu chắt thì cũng được trên khoảng 2 triệu, trên 2 triệu. Cái dịp Covid này, chúng tôi là lấy về nhà để làm, là hết hàng thì chúng tôi lại sang chúng tôi lấy thôi. Đồng Kinh hiện có 5 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực may mặc, giày da, cơ khí, thu hút hơn 700 lao động tại địa phương và các vùng lân cận, với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Hai làng nghề tiểu thủ công nghiệp đan nón và bèo Tây xuất khẩu cũng thu hút hơn 100 lao động nông nhàn. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đông Kinh diễn ra phức tạp, nhưng các doanh nghiệp, làng nghề vẫn duy trì hoạt động hiệu quả nhờ sự hỗ trợ, chia sẻ kịp thời từ chính quyền địa phương. Đảng ủy, Ủy ban dân xã đã cùng kết hợp với tất cả các cái công ty đóng trên địa bàn. Có nhiều biện pháp, đó là đảm bảo an toàn cho người lao động về phòng chống dịch, về tiêm vaccine cũng như là thực hiện 5K, đảm bảo an toàn tại công ty và an toàn khi về nhà sinh sống. Thời gian tới, Đông Kinh tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó chú trọng hỗ trợ, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp, làng nghề trụ vững trong đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, huyện Quỳnh Phụ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư. Hạ tầng giao thông được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, mang đến diện mạo mới tại nhiều địa phương. Địa phương này đang dần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và huyện, từ chính những hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ngay tại cơ sở. Khi huyện Quỳnh Phụ có chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện từ xã An Ấp đi xã An Vinh, cấp ủy chính quyền xã An Ấp xác định đây là cơ hội rất tốt để phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở kết luận 220 của Ban Thường vụ huyện ủy, xã An Ấp đã triển khai đa dạng các biện pháp tuyên truyền vận động, thuyết phục, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Như gia đình ông Nguyễn Tiến Đạt đã vui vẻ hiến 130m² đất, trong đó một nửa là đất thổ cư cho nhà nước, dù phạm vi mở rộng đường vào rất sâu trong sân của gia đình. Sau khi quán triệt tình hình triển khai là mở đường nông thôn thì tôi thấy là cái nhu cầu rất thiết thực và rất phù hợp với nhân dân. Cho nên tôi cũng nhất trí cái quan điểm là xây dựng nông thôn mới và mở đường rộng để cho không những bản thân mình mà con cháu sau này nó hưởng thụ và nó cũng thấy được cái thành quả của cái thế hệ bây giờ. Đến nay toàn bộ 194 trên 194 hộ dân sống bên đường dài hơn 2 km này của xã An Ấp đã nhất trí cao với việc hiến đất. Tổng diện tích mà người dân đóng góp không đòi hỏi bồi thường lên tới 4.200m², gồm 4.000m² đất ở và 200m² đất nông nghiệp, trị giá ước tính khoảng 25 tỷ đồng. Địa phương đã khẩn trương thực hiện đồng bộ các cái công việc từ Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc đã vào cuộc cùng với cơ sở hai thôn đến với nhân dân, họp với nhân dân để tuyên truyền vận động nhân dân. Địa phương xác định đây là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng thực hiện cái nông thôn mới nâng cao. Không chỉ đối với các dự án giao thông, một số địa phương của huyện Quỳnh Phụ đã có những cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân khi giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Đây là dự án mới được khởi công tại xã Quỳnh Trang. Chỉ trong hơn 3 tháng, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp gần 10 hectare của 150 hộ dân đã được bàn giao thuận lợi cho chủ đầu tư xây dựng. Về cái dự án này thì là một trong những dự án lớn đầu tiên của Quỳnh Trang. Thì đây là cái điều mong mỏi của nhân dân. Song song đó thì cũng là một cái nhiệm vụ chính trị của địa phương tập trung về cái công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân
thể chế hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Với phương diện là chủ đầu tư thì tôi nhận thấy dự án này là một dự án mà có thời gian giải phóng mặt bằng rất là nhanh và được sự đồng thuận của nhân dân địa phương là rất cao. Do đó đã tạo rất nhiều thuận lợi cho dự án và chúng tôi cam kết sẽ thực hiện và đưa dự án vào hoạt động nhanh nhất có thể. Nhờ chủ trương đúng, hợp lòng dân đã nhận được sự đồng thuận cao. Do đó công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng, đồng thời rút ngắn quy trình triển khai các dự án đầu tư. Đây cũng là cơ sở rất quan trọng để huyện Quỳnh Phụ thuận lợi triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tại Thái Bình, gần một năm thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đã đạt được nhiều kết quả cao và là một trong những tỉnh có độ bao phủ vaccine tương đối cao trong cả nước. Tính đến nay, thì toàn tỉnh đã có hơn 3.238.000 mũi tiêm được thực hiện. Riêng trong một tuần qua, các cơ sở tiêm chủng đã thực hiện gần 110.000 mũi tiêm. Hiện tại đã có 99,65% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vaccine, 97,44% trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine, 52,10% đã được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại, tăng 8,29% so với tuần trước. Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây tăng lên chủ yếu do nhiễm biến chủng phụ BA.2 của biến chủng Omicron. Biến chủng này đã xuất hiện ở gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và đang chiếm phần lớn tổng số các mẫu phát hiện ở trong nước. Vì vậy, vaccine phòng COVID-19 hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron. Tỉnh Thái Bình chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của ngành y tế. Phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ mũi bổ sung, mũi nhắc lại trong thời gian sớm nhất cho những người đã đến lịch tiêm chủng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, điều trị F0 nhẹ không triệu chứng tại nhà, nơi cư trú đang được xem là phương pháp phù hợp khi tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đạt mức cao. Đây cũng là giải pháp nhằm thích ứng với trạng thái bình thường mới mà tỉnh Thái Bình đang thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực. Mắc COVID-19 với các triệu chứng nhẹ, bệnh nhân 14 tuổi này được chỉ định điều trị tại nhà. Ban đầu cũng nhiều lo lắng, song sau 7 ngày điều trị, F0 đến nay đã khỏi bệnh, không để lây chéo sang các thành viên khác trong nhà. Ban đầu cháu thấy sốt, đau đầu, ho với ngạt mũi. Cháu được các y bác sĩ kê đơn thuốc cho điều trị và giờ đã khỏe rồi. Trước thực trạng số F0 điều trị tại nhà tăng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã thị trấn chủ động bổ sung nhân lực, thực hiện công tác thẩm định điều kiện cơ sở vật chất của gia đình và ban hành quyết định cách ly tại nhà, phối hợp hướng dẫn F0 và gia đình tuân thủ cách ly, phân loại, thu gom rác thải. Các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ hoạt động quản lý điều trị F0 được trang bị đầy đủ. Đa phần bệnh nhân điều trị tại nhà có triệu chứng gì được hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị phù hợp. Phần mềm theo dõi quản lý F0 ứng dụng tại 100% xã, thị trấn. Tất cả các trường hợp F0 thì đều được cập nhật trên phần mềm để quản lý và người dân cũng đã tiếp cận được và có cái sự phản hồi hai chiều đối với trạm y tế để giảm cái thủ tục hành chính cho người bệnh. Ban chỉ đạo chúng tôi đã cung cấp danh bạ điện thoại của cán bộ trạm y tế cho người dân để người dân tiếp cận cán bộ y tế bất cứ lúc nào. Nếu như có bất thường về sức khỏe thì chúng tôi hỗ trợ kịp thời để nâng tầng điều trị. Việc điều trị tại nhà thì đã tạo điều kiện cho người nhà, người thân và cộng đồng hỗ trợ F0, cho nên là tạo cái tâm lý ổn định cho những người bị nhiễm F0. Cái thứ hai nữa là việc điều trị F0 ở nhà thì được các cán bộ y tế của cơ sở thực hiện đúng theo các cái quy định về việc phân loại, đánh giá, cập nhật thông tin cũng như là hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Vì vậy cho nên trong cái thời gian vừa qua, mặc dù cái số lượng F0 điều trị ở nhà, tại nhà tại các xã thị trấn, tuy nhiên đã được hướng dẫn theo dõi quản lý theo đúng cái quy định và không để xảy ra cái sai sót gì, giảm tải cho các tuyến y tế cơ sở. Việc điều trị F0 tại nhà đang mang lại hiệu quả tích cực do vaccine đã đạt tỷ lệ bao phủ cao tại các địa phương, đa phần bệnh nhân không cần chuyển tầng. Song dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, mỗi người dân tuyệt đối không chủ quan các biện pháp phòng chống dịch. Nếu không may mắc bệnh, cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của ngành y tế, tránh bệnh chuyển nặng, đồng thời không để lây nhiễm cho người thân và cộng đồng. Với số ca F0 tăng nhanh, trong đó có cả trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi chưa được tiêm vaccine,
nhiều trường học đã phải cho trẻ nghỉ học tạm thời. Và khi cho trẻ quay trở lại trường học thì các chuyên gia khuyến cáo các trường học nên tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19. Bậc học mầm non là môi trường học tập cần đặc biệt lưu ý bởi trẻ còn nhỏ, chưa nhận thức đầy đủ các quy tắc trong việc phòng chống dịch. Giáo viên sẽ đóng vai trò chính vừa đưa đón học sinh trở vào lớp cũng như đảm bảo các điều kiện phòng dịch đáp ứng yêu cầu. Trường học thì cũng giữ cái độ thông thoáng của các lớp học, các cửa sổ phải được mở và đảm bảo được cái thông gió, thì cái việc mắc và cũng như bùng phát dịch thì nó cũng sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Thời gian học trực tiếp, số lượng học sinh và việc ngừng một số hoạt động được thực hiện theo hướng dẫn của địa phương, căn cứ yếu tố dịch tễ và nguy cơ. Tại trường mầm non xã Vũ Ninh, sau một tuần cho trẻ nghỉ học vì dịch, nay học sinh đi học trở lại, trường thực hiện khử khuẩn bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can 2 lần trong một ngày. Nhà trường đã trang bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất như máy đo thân nhiệt tự động, rồi là nước sát khuẩn, rồi khẩu trang. Đặc biệt là chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế và thường xuyên vệ sinh trong và ngoài lớp, đồ dùng học tập để cho học sinh hoạt động đảm bảo an toàn. Học sinh thường mải chơi và hay quên, do vậy thầy cô giáo đóng vai trò rất quan trọng khi hướng dẫn và nhắc nhở các em những biện pháp phòng chống nhiễm bệnh. Trường học đảm bảo, học sinh trở lại trường học, phụ huynh cũng yên tâm. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những cuộc chiến thì vẫn còn in đậm trong mỗi người lính. Với cựu chiến binh Phạm Văn Lục, thôn Hưng Đạo, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, từng trải qua sinh tử trong chiến tranh, luôn cảm nhận rõ những giá trị của cuộc sống đem lại. Tinh thần và vốn sống đáng quý ấy được ông gửi gắm qua những áng thơ do mình sáng tác. Trở về với đời thường, cựu chiến binh Phạm Văn Lục lại bắt nhịp với cuộc sống mới. Ông hăng say lao động, chăm lo gia đình và xây dựng quê hương đất nước. Thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ông, lúc nào cũng khắc khoải về một thời chiến đấu oanh liệt đã qua. Bởi vậy, ông đã tìm đến những áng thơ để tri ân đồng đội đã không tiếc máu xương, bỏ lại tuổi xuân nơi chiến trường vì độc lập tự do cho dân tộc. Những người lính mà đã đi qua chiến tranh về rồi, họ sống họ trở về mà hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu rồi, thì bây giờ về đời thường thì tất cả mọi cái không có gì cản trở với họ cả. Họ đã trải qua, vẫn phải giữ phẩm chất anh bộ đội của Hồ. Đấy, tôi luôn suy nghĩ thế. Thế và tôi viết cũng là tôi động viên họ và cũng là tri ân họ đấy. Thơ của cựu chiến binh Phạm Văn Lục mang vẻ đẹp tâm hồn người lính, người trí thức không chỉ trong chiến tranh mà cả trong cuộc sống thường ngày với bao trăn trở, suy tư, chiêm nghiệm. Bài thơ Bạn Tôi là một trong những bài thơ hay viết về người lính, được đăng trong tập thơ của cựu chiến binh huyện Tiền Hải. Là khi trên đài, trên TV mà cứ gợi lại những cảnh ấy, thì tự nhiên là những cảm xúc những ngày xưa tưởng là nó vào trong ký ức rồi thì nó sống lại. Thế là mình viết thôi. Phạm Văn Lục viết về đời lính, cá nhân tôi cũng cảm thấy là có rất nhiều nét trong cuộc sống lính. Nó rất sâu sắc và rất huyền bí. Mà cảm thấy là Phạm Văn Lục viết về thơ chiến trường, chúng tôi cảm thấy là gắn chúng tôi vào trong đó. Thì các vần thơ đồng chí Lục viết vào thì chúng tôi cảm thấy là gần gũi. Và nhiều khi về nhà mà đọc những vần thơ này thì cái chiến trường của xưa của chúng tôi nó sẽ hiện lại. Chào đồng đội, về đây rồi. Lò vôi thế kỷ hay đồi thịt băm, hay từ bình độ 400, anh em núi đất dãi dầm về chưa? Khói hương nhờ gió trời đưa, tới đồng đội vẫn nắng mưa dãi dầu. Với những tập thơ như Tiếng Quê, Du Ca, Miền Nhớ của cựu chiến binh Phạm Văn Lục đã làm lay động, thổn thức bao người yêu mến thơ. Đó cũng là cách để người lính này thể hiện tình đồng chí, tình đồng đội và cao hơn hết là tình yêu Tổ quốc, để mỗi người yêu thơ luôn cảm thấy trân trọng và tự hào. Những áng thơ của cựu chiến binh Phạm Văn Lục đã kết thúc chương trình thời sự tối cuối tuần hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.